Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình Mình là Thầy Ezi đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dynamon War nha anh em ơi Phiên bản 1.7.46 Thì phiên bản này sẽ full Dynamon xịn nhất cho anh em Ở link tải để dưới phần comment nhá Anh em chọn vào cái link tải số 2 ấy. Ở, trong, cái link ấy, ở trong cái phần mình đưa cho anh em ấy sẽ có hai cái link tải Thì anh em click vào cái link dự phòng ấy Thì anh em sẽ tải được game này thôi ha phiên bản này thì anh em phải kể lại từ đầu nhá nó không uh, liên quan gì cái phiên bản cũ đâu ha nên vì thế hãy mua nhưng mà mua này nó có bị mất không nhỉ thế thử xem nó mua có bị mất ra uh, nhá hình như không hay sao anh em ạ không biết là mua có bị mất không nữa uh, thử xem vẫn vẫn uh, đầy đủ cho anh em đó chính là phun tiền phun vàng các kiểu đại điều anh em nhé power people toàn con khỏe anh em toàn con mạnh dã man trong này đội hình của chúng ta bây giờ mạnh với thề, focus oh, Với quả trứng nở, uh, mình tìm được phiên bản này ở trên YouTube, quá ngon luôn, thề. Rồi, ok anh em cái discuss này, cái heal spray, rồi anh em uh, và câu chuyện nó vẫn như thế và cho vẫn có thể kể câu chuyện bình thường anh em nhá uh, chẳng qua chúng ta sẽ khỏe hơn rất 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 nhiều thôi nhé. Con này cũng mắc công, legendary anh em ạ con này cũng legendary zubinich oh wow con này hơi yếu này con thần nước thì hơi yếu này anh em ui uh, wow, cám mập anubis ui wow, thần anubis thần rùa đấy à, anh em thấy anh con nào là có đấy luôn ha rồng hai đầu ngựa lửa ui đẹp à. những con mạnh nhất trong này đều sở hữu nha anh em thần lửa thần nước là là mình nghĩ mình sẽ dùng con con này đi, Đừ. nhìn đội hình trông chất lượng thế nhỏ, hình này đánh nhau thì 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 toang bọn nó luôn à, <laughs> đúng không, anh em, mình có đổi được cái tên profile không? Ok anh em, mình sẽ xóa hết đi ha, vẫn chưa online bình thường được anh em ạ, chẳng biết có đổi được không à? Và profile thì chúng có thể edit được bất kỳ một cái mặt nào luôn Anh em muốn mua mặt này có mặt đấy á Mặt đẹp trai tí nhở đấy, Như thế này cho nó chất lượng anh em ơi Ok Vào đấu Arena nào Let's go Let's go Begin Vào game này anh em Chiến thôi Còn đợi chờ gì nữa nhở rồi đấy, oh, gặp ngay rồi anh em ơi, toàn rồi hệ này thì uh, thêm một hệ uh, kim cương ạ, nước và sấm sét à, nước và sấm sét à, hơi căng nhỉ căng đét. Phải giết được con Tyronix ở trước này Diamond Fox Giảm tấn công anh em ạ Căng Death nhờ Căng Death luôn Giảm công đi anh em Cố gắng dùng tất cả chiếc thức để Ui Sự cho á Hỏi chấm U Wow Một phát chết luôn á ảo nhờ kinh thế nhờ đấm phát chết luôn về ảo thế tưởng đấm phát chết luôn nữa ờ khó khăn nhỉ anh em ôi ôi đấm phát chết luôn anh em ạ gặp ngay con uh, quái vật rồi được phát trên luôn này Đây là mốt đấm phát trên luôn anh em nhé Còn mình là không được phát trên luôn đâu Rồi mình sẽ thoát ra vào lại anh em ạ à. Đi bắp luôn Tại vì đấu này thì không 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 đấu được <laughs> Đấu này thì là đấm cho toang mòm Nhé thì vừa vào cái bên đấm kinh khủng khiếp à Thử trận khác đi anh em Nó sẽ phân chia theo cái sức mạnh của các team anh em ạ Xem team nó có cái gì khỏe không thì nó sẽ phân chia theo Thế thôi Nếu team càng mạnh thì cái tỷ lệ nó càng ấy Mình sẽ tắt cái video đi á Zimonish Ok điện à cho cờ thì kiếm con gì khác hệ anh em ạ nhá hình như là điện nó khắc chế kim cương anh em ạ cái trái tim này như là tăng máu hay sao ấy? giảm êm minh à cái chiêu giảm êm minh ấy khá cùi nhỉ thế mình thấy là khá là cùi 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 bắp Strong. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ phải đánh thôi. Mình sẽ chém phát nhỉ Cái chưa có không có ủ giảm thủ anh em ơi, được phép nhờ Chưa chưa gì giảm tất cả các hiệu ứng của nó đâu. Thì phải. Theo mình nhớ như vậy. Nhưng mà con này khá quan trọng anh em ạ. Giảm thủ càng nhiều càng tốt thế thôi đang khá căng iron beam à. rồi xong rồi con lửa này tấn công là đẹp anh em nhờ một cục nam luôn khỏe phết kitty kitty dogs à, đổi rồi đổi rồi anh em Shockwave à? cho quầy anh em Ui giảm thủ à ờ, Cần hệ nước hoặc là hệ sấm xét Đấm nhau anh em Đấm nhau đi Tôi đấm nhau bạn luôn Cùng một bản mốt luôn này Hai người cùng một bản mốt luôn này anh em Cho người dồn đam được mà Lửa anh em Cho đấm phát chết luôn mất nhỉ yeah. một bé đi đi đầu đi chầu trời luôn tiếp tục là con nước ai cha cha oh shit con này khó chịu thế nhờ giảm giáp và gây hiệu ứng không gây hiệu ứng luôn hơi đen con này có thể là giải giải hiệu ứng và đánh tiếp đắc bim à khó nhằn nhỉ mình hoàn toàn có thể ăn máu cho con này và tiếp tục là để chiến anh em nhé ăn ăn tí máu cái cả thủ cả tấn công đều bị giảm anh em ạ tất cả hiệu ứng giảm hết khá căng nhỉ ôi mày quá không bị cái gì à ui trời phải kinh thật sự luôn giảm quá nhiều thứ Water Blast. em mình giảm xuống này chưa phải tăng gì tăng máu à chưa phải như tăng máu ấy sao à anh em ạ mình có thể dùng được uh, khá nhiều thứ ui cái siêu sốc quay kinh khủng thế ô cái máu này dùng thoải mái anh em thế nhưng hình như không mua máu ấy sao ấy? À? hình như quên mua máu rồi à? Thế quên mua máu rồi anh em ơi Cái này cắn độc à Hình Như cắn độc hay sao anh em ạ Lại thêm độc Độc thêm độc Có hồi máu không còn first em mình à? Hình như có cắn độc anh em Không cắn độc à Dynamon Diamond Không phải Dynamon mà Diamond Là kim cương ấy Nó dạng kiểu kim cương anh em Cái trước này có, có cái Adam nhỉ Mình cũng không rõ nữa Thôi tiễn bạn về uh... <laughs> Thủ công giảm vừa thủ vừa giảm công Dị thật sự luôn Đấu kiểu gì Đối với con Diamond này nó quá khỏe Sao không cho Diamond này vào nhỉ Con Diamond này khỏe như thế này mà bạn lại không cho vào Thì đúng là hơi hơi lạ Mình thấy nó hơi bị dị nhờ yeah. Khỏe vãi cả trưởng luôn ý Wow my god một, một chém nó chết rồi Ơ, ờ, chưa chết kìa Đùa thật sự luôn Ok, anh em ơi Xong Và rồi Chúng ta đã chiến thắng Ok Tidonis Horazis. Toàn con khỏe anh em ạ Toàn con bá đạo hạt gạo luôn đấy Rồi Chúng ta sẽ kêu nhé Xin chào anh em Linh tải để xem lý thần comment nhé